Xin chào quý vị và các bạn. 3 ngày tới, các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Bộ. Do vậy, mưa trên toàn khu vực giảm, chỉ còn xuất hiện mưa rào và dông rải rác với thời gian mưa chủ yếu về chiều và tối. Ban ngày hầu hết các nơi trời có nắng xen giữa những khoảng nhiều mây, với nền nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Trưa chiều dao động trong khoảng là từ 30 cho tới 33 độ, có nơi trên 34 độ, cảm giác oi ả xuất hiện. Giải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực duyên hải miền Trung nên các tỉnh thành miền Trung có mưa rải rác, tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối. Nhiệt độ vì thế ở mức dưới 35 độ. Đới gió Tây Nam trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì cường độ khá mạnh trong những ngày tới. Do vậy, những cơn mưa rào và dông lặp lại ở nhiều nơi trên khu vực và mưa đến sớm hơn trong ngày, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nên bà con cần chủ động tìm nơi tránh trú khi thấy dấu hiệu xảy ra mưa dông mạnh để đảm bảo an toàn. Nền nhiệt độ trong những ngày tới ít biến động, nhiệt độ cao nhất ở mức từ 26 đến 29 độ ở vùng cao Tây Nguyên và từ 29 đến 32 độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió thịnh hành hướng Nam đến Đông Nam cấp 4 và có mưa dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió thịnh hành hướng Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Và đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 20 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!